Lục bình nên không có dễ quá. Rồi cá này hết rồi. Chào cả nhà nha. Hello chào nhà. Chào cả nhà. Đang vô leo luôn trời. Hôm nay mấy anh em mình dẹt cái lục bình này mình bủa tay lưới cả nhà. Dưới sang từ từ sang. Ăn cái dưa leo mạnh dưới sang. Không phải. Gì kỳ vậy, nó liếp lại chưa rồi? Giặt xong cái lỗ cái mình giăng lưới coi nhỉ. Chạy xong rồi nãy văng, không mình văng dính bụi. Ôi, kéo lưới ra luôn đi. Cái này không có đứng tới mình không có dẹt được cả nhà ơi. Bây giờ mình đi tới đâu mình thả tới đó luôn. Dẹt đường trước đi mình thả cho nó dễ ha. Quá trời ở đây lục bình kính nha cả nhà ơi. Dẹt xong cái thả lưới. Thử xem bữa nay coi dính cá nhiều không nha. Dùng dùng quá, dùng dùng quá. Chưa hết tay nữa, hết chưa? Hãy dùng nha, phải dùng nha. Kéo bánh chút đi. Không hết thì mình để trên bờ chứ sao giờ. Được rồi lại. Rồi sát mé luôn ha. Giữ gần ngang. Sát mé luôn. Chưa. À, cái lao kiến dữ lắm nghe mấy ông. Lắp cái lao kiến à. Đây. Con cục nào dây không? Cục nào dây rồi. Nó gịch đó, nó gịch đó. Có cá gịch đó. Vô vô đó, vô vô đó. Rồi. Rồi, khách lên. Việc này nó ta. Đi ăn bông bánh nào. Cá ngấp bụng bụng vậy. Ăn cái dưa leo mạnh dưới trời. Trời, kéo lưới qua đó đó. Chân bụi kìa. Đó được rồi. Được rồi lại. Rồi. Ông mình đi bắt mình không. Rồi rồi rồi, quay hồi bụng lên dữ lắm ạ. À. Trời hết hồn trời ơi. Cá ghẻ hả sang? Nó chảy lại. Rồi nhiệt. Ây da, nó chạy không? Gì? Hết hồn phải dí à. Đây mình làm được thêm đường nữa cả nhà. Hơi xéo rồi, hơi xéo rồi. Hơi xéo rồi lại ơi. Trời nó kính như trời. Chưa chưa. Ủa sao bữa nay chuyến mưa nơi, bữa nào mình giăng lưới là bữa đó chuyến mưa kỹ ta. Anh Quý chuyến mưa nơi, anh Quý. Cá này ngớp bẩm bẩm nãy giờ.
Ê, dính cỏ kìa. Cho nó dùng dùng đi, kệ nó đi, cho nó trôi, cho nó trôi kệ nó. Lưới này người ta lưới này dài. Rồi. Hết hay gì đó. Vừa lưới ra trời. Quá rồi, đợi anh bà anh tí quý. Rồi, hết đó. Ở đây chấm xe bé luôn đi. Sửa lại nó nằm nó dối cả. Kéo sáng mát ra nó luôn rồi. Ừ, rồi, được đây. Máng lại rồi. Ừ. Mua ngon nè. Mua cá đi ha. Mưa luôn kìa. Mưa luôn trời. Lần nào dân lưới cũng mưa mà. Lên đằng kia hay sao? Ờ. Rồi nữa đó. Giờ đường xuống, đường không từ kia. Hello cũng được nữa ha. Thử rồi hả? Chăng đường nữa là xong rồi cả nhà. Dữ lắm mưa rồi cả nhà ơi. Bữa nào mà giăng lưới là bữa đó mưa à, ngộ thì chứ. Hên là lúa có cái bao lúa che lại coi ướt điện thoại hết. Mấy anh em thì tìm chỗ được mưa rồi. Ngộ thiệt chứ, bữa nào dân lưới là bữa đó mưa. Ướt nhẹp chân cả nhà ơi. Đụng mưa nữa. Sao, thăm chưa? Thăm. Thăm ta này trước đi ha. Đây này mày giúp mình có cục ở bên kia không? Có, ở bên. Trời. Đây trời. Chào mấy cả nhà ơi. Khi ta bắt con bịch cục kêu ít ít hay lại. Không không? Để đây xuống lục bình cho coi. Một người qua bển rồi chứ. Nó ám mình quý ơi. Thấy không? Trên bờ lạnh. Bữa nay như thế nào đây cả nhà? Mình chơi bánh mới nha. Còn siết chai anh nữa. Lùa cái đó ra mới được, quên nó dính cỏ rồi, lùa ra đi.
Ừ. Mới vừa mưa xong cái mưa lớn cũng lớn lắm. Gì xe? Dẹt lục bình này văng không biết làm sao đây cả nhà. Con nó bẩm bẩm trong trời. Hạ xuống coi, hạ xuống thử coi. Đi không? Cái gì, cái gì? Cá kìa, có cá kìa. Biến gì không? Biến này luôn ha, cái này không à. Cao rô phi. Phi ơi. Đây giúp cá trắng nhiều. Văng đi. Ừ, chống văng đi, dục lên quý ơi. Mạnh lên đi anh. Khó chơi à. Ngớp bụm bụm nó không dính lưới quý ơi. Đang ba dễ lục bình chống lỏng như người rồi, không còn cái rễ nào chứ. Căng chảy quá, chảy quá, chảy nó phơi lứ mình lên luôn. Đúng rồi. Hồi sợ lại quá. Đi hồi lên vũ chứ quá đi. Ôi trời, cá phi bự. Dạ luôn. Im. Được. Hết hồn cá phi bự. Đó tại đây cầm vô cứng. Lại mất tiêu rồi. Lại nấp giống á. Đâu lại. Chướng nữa trời. Hai con. Ba lửa luôn cả nhà ơi. Đa lên. Cà phê nữa. Trời ơi, cà phê bự nữa. Đóc tiêu lại. Lệ ơi. Ở đây cà phê không anh Quý? Lệ ơi.
dính đầu cua gỡ gì. Từ từ đi. Mình lên trên bờ gỡ luôn đi. Hết rồi. Này, tay này được 3 con cá phi. Hết giờ rồi. Mình gỡ xong tay lưới này, mình qua tay lưới thứ hai cả nha. Quá trời cỏ rồi, bả nữa. Ngồi lên mình vú cái nữa. Vú lại. Dạ. Tại ba con nữa rồi. Dốc ta lưới dốc hồi nãy nữa rồi. Vậy là ba tay sao vậy? Vô bao vô bao. Thả bự không bộ. Còn con nào? Bên đây. Ba em à. Cá mập lù hên quý. Cá mập gì? Đủ rồi mà. Ăn hết trơn bây giờ được bình luôn mà. Có bào tài bắt nhám hơn ha. Trên quý ơi. Còn gỡ. Sang qua bánh gỡ ra nọc rồi. Hội có văn đựng cục khó cục. Ừ ha. Nước quá trời chảy mà. Chưa, cùng đi ông. Ngồi nhé. Cũng tiền trong đi. Tay lưới này như thế nào đây? Tay lưới này chắc nước ít chảy hơn nè. Chảy hơn. Dạ. Nói gì vậy? Nãy con cá mà chui cái lỗ là đã hết chảy á. Thì dàn cái túi lưới. Đây nó chảy dữ rồi. Cho tí đó luôn hả lại. Cho gì? Trời dưới nước là chảy dữ lắm mà. Phi nữa rồi. Bỏ cái ra cho lớn luôn nè quý ơi. Cái gì? Trời ơi, hai ba con. Cái gì? Vô rồi. Hai con luôn hả? Này lên hồi lên bờ gửi nha. Ừ. Đi rồi. Vậy là không phải hai ba con đó đâu, còn ở chính giữa nè chị. Còn nữa. Trời ơi. Trời ơi, hai con. Có không? Đang chụm nè. Hai con nè. Lên trên gỡ đi quay. Hồi chúng ổ cá phi rồi cả nhà ơi. Cá phi ngon ngon. Ôi.
ruộng ở trên mình vũ lại lên luôn đi. Ruộng trên nè. Này chín cây mình bỏ. Ruộng trên cho chắc ha. Chắc. Một cái mi rồi. Chưa lại. Ai dính được đồng bình. Ba con khẩm thao à. Ba con nó hơn ký anh quý. Con mình đứng kia luôn. Đứng gì vậy? Nhắc ai dính vào nó ngoài chứ đó. Đó, đâu gì nữa. Nó không ruột chứ này. Nè đó. Đó. Chìm thao luôn rồi. Chìm thao luôn. Sang. Cái gì? Cái gì bự? Xe lưới từ 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 để xuống đang vô đó đang vô đó sao đây chính giữa nó không chảy gì ơi. Chính giữa nó phao thôi vậy. Ơi cho mà dính bự. Trời ơi. Làm vô đi chua mé vậy mấy ông ơi. Hết hồn. Thôi bữa nay vô ổ cá phi rồi. Dính lưới rồi, dính lưới. Cái gì? Trời ơi, con cá dảnh nó bự. Ôi ôi. Cái nhà ơi. Con lá. Con là cái gì? Trời ơi, cá dảnh. Trời ơi, cá dảnh con nào đây bự trời ơi. Con nào nấy bự. Này quét lỗ không có dảnh được nè. Phải không? Rồi quét lại có dảnh nó ngon lành lên quý. Đó. Đó. Nè. Tục luôn rồi. Ở đây cá dảnh bự bự không ha, ngộ ha anh Quý. Anh Quý, sao cá dảnh bự bự không ha? Rồi, đỡ cá. Gì? Vô vào lần kia đi Quý. Lần kia có nhóc chờ đã. Lên tiếp anh lên mới được lời ơi. Tên gỡ thôi. Sao lại gió lạnh dữ vậy ta? Vũ luôn không? Luôn không? Chẳng vũ uống đi. Tạm lên. Rồi cái dảnh mày dảnh nó bự. Lạnh.
Giữ thần đó mấy ông, gió giữ thần hả? Không biết giật lắm mà kìa. Cái này cái rảnh mà, nhìn xéo. Trời ơi, cả nhà ơi. Mấy cái này mà còn lại con cái ha. Thế. Quý gắn chế độ rung như vậy anh Quý. Gắn chế độ rung của ta vậy. Sao trên này nửa kia 700 gram. Hết ổn rồi chứ. Cái ăn ngon cả nhà. Cỏ. Thôi, anh em tiếp gỡ cả nhà, rồi mình thăm tay lưới bên kia nữa. Bận bộn á. Anh thủ xíu mưa. Ủa cái mưa ở đây là tay lưới bên kia rồi. Xong rồi cả nhà. Quá. Một tay chân mau. Một tay rồi. Cái này chưa? Con nào nó bạn mạnh không trời. Cái nhà coi nè cả nhà. Có hai tay lưới rồi cả nhà ơi, coi nè. Ê. Khủng khiếp chưa? Sao mà ký vậy à? Để cái đi ha. Mình cuộn lên cá đi Giang, đưa đây mình gỡ lại Giang nhiều nữa quý ơi. Ha. Đừng cầm, cầm búng à. Nữa hả? Lấy xuống dính đi Giang, cái này lại cũng Giang nữa lại. Mới xuống dính đi Giang, cái này lại dính nữa kìa. Tới chạm nước sấy nữa rồi. Chán rồi. Rồi, bây giờ cho nó nghe cho nghệ trời. Đó giờ không đúng luôn á. Đó nó không lúng xiền luôn. Sâu dữ vậy. Ờ, cái này nước chảy dữ lắm mua ơi. Quảng nước chảy. Anh cầm thao cho. Kêu rồi đánh giạt đó kêu đầm giữa kinh nói. Cái gì vậy? Gặp tay lưới chưa? Cây
lưỡi cái sang dướng lưới kìa, cái chắc cái đầu nó dính cá gì á, nó giật luôn kệt kệt chứ. Vớt nó vậy. Có dính không? Có. Có cá, có cá. Có. Thấy không? Thấy dính mà. Liệt kết, kết, kết chứ. Chứ bự luôn. Ở đây cá phi không vậy ta? Xe nó gỡ vậy này. Đưa đi, đưa đi. Mình cầm thôi cho. Dướng hay rồi. Xe đang lạnh. Nó phi bự rồi cả nhà. Cứ chảy gì mà sao nó không chảy. Nó còn dướng nè. Từ từ từ, cái gỡ. Lưới mình văng đây nè mà nó đạp vô trong lục bình luôn rồi. Nó dính mấy vướng cỏ. Anh em mới gỡ từ từ cả nhà ơi. Quá trời nó phao lưới mới này. Hết hồn cái rảnh con nào nấy thiệt chứ. Còn kẹt hơn quý. Hả? Cái rảnh bự kìa. Ê. Sao nó dài ừ, quá dài mà. Rồi rồi. Mày mày, lên lên chút xíu đi. Rồi. Rồi ra đó. Ê, ê, ê. Ê. Chết rồi ơi. Thầy lưới vụt cái thao rồi, trao cái thao luôn rồi. Tôi giọt nước. Cái lưới kia rồi. Trời ơi, còn dính nữa em, coi coi lâu còn dính không? Nhìn kỹ coi chừng có dính lưới vô nó đó. Đây rít vào rồi. Còn nặng không? Đây, này, đừng lội nó lại. Đừng lội nó. Nhẹ luôn hả?
Tôi giật dừng dính lưới đó. Còn không? Còn không? Ừ. Lấy bao, dẫn lấy bao, 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 rồi mất cái thao luôn cả nhà ơi. Sao hổm giờ mình chơi cái chịu mất hoài ta. Phải phải phải. Trời quá vậy ừ. Hoài. Thôi anh Quý không chụp, chụp lại á. Chụp lại là mất luôn rồi. Cái này lại. Bấy điện thoại cho mình nhóc chân rồi chứ thôi bay xuống chụp lại rồi. Rồi bỏ cái bao luôn đi, bỏ cái bao luôn đi. Về nhà gỡ luôn. Con cái rảnh xéo nè. Từ 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 từ. Được lắm luôn bu rồi cả nhà ơi. Luôn đi. Ừ, nhà vũ cho quên. Cái này nó cực hơn tay kia dữ rồi trời. Tại lúa, tại lúa, tại lúa. Rồi đó, đi anh Quý ơi. Ở đây không có giò cá giò quê. Có mà chữ. Ở đây không có giò ha. Có nắp cũng bụng luôn có giò mà tại cứ khô cũng đi. Có này có ngon mình dọn lỗ sẵn rồi nha. Trời ơi, ảnh. Dọn lỗ luôn đi, về nhà đi. Rồi bắt đầu tới mấy ảnh rồi đó. Chừng cái lú 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 đỏ lên nha. Dạ nha. Cái nó ruộng nữa cái mất tiêu liền vậy. Quá nước quá mạnh mà. Nước chảy nó phao lưới mình đó anh Quý. Thôi lên đó. Gì á? Hết rồi hả? Ờ cây thằng chị không nặng sao được. Cái này nó chìm luôn rồi. Thôi bỏ đi, về mùa thơm mới. Chút xíu là không mất ta lưới là mừng rồi đó. Thôi anh em mình lên đi. Tay này mình về nhà mình gỡ luôn đi. Thôi tròn. Trời ơi. Nhét xuống. Rồi. Rồi bỏ đi, lên đi. Lên coi nhỏ. Tay này dính được 3 con.
hai cá lục kiến ba con gì đó. Gì mà hai tay bên đây ngon lành hơn. Mới cá ngon quá trời luôn. Rồi mình về đó nha. Mới cá ngon quá. Đầu nào bắt đầu nha. Dồn mới luôn, dồn hết bao luôn đi. Về nhà mình xả lại. Ra nữa. Mất cái hào chứ không mất tay lưới cả nhà. Hên á. Cá thì quá trời luôn rồi. Còn cho nó vô đây luôn đi, cho nắm rồi. Chém giờ nó lạnh lắm rồi đó. Vô. Lạnh. Rồi. Cá này bị chết đuối nè cả nhà. Vậy. Ơi, bye bye cả nhà nha. Anh em lúa về đây. Quá trời lạnh rồi. Hôm nay được mơ cá ngon quá. Bye bye. Bye bye cả nhà. Còn hai cái đống của mình đó. Ở đâu? Nó dưới là trời ơi. Hai cái đi. Lấy đi.